chào mừng bạn đến với sách tóm tắt. Hôm nay mình sẽ gửi đến bạn bản tóm tắt của bài viết có tựa đề Tự do tinh thần, cách chữa trị chiếc túi rỗng và tạo ra cuộc sống thoải mái. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh và vào nhóm cộng đồng hội đam mê đọc sách cùng sách tóm tắt để không bỏ lỡ bất kỳ cuốn sách hay nào. Ngoài ra, bạn cũng có thể truy cập website để mua sách, ủng hộ sách tóm tắt và tác giả. Chắc chắn bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Cách chữa trị một chiếc túi rỗng, sống một cuộc đời thoải mái, tự do. Tôi ước mình biết sớm khi mới 20 tuổi, việc tiết kiệm tiền sẽ trở nên dễ dàng hơn. Khi áp dụng 7 cách sau, bạn sẽ không phải đau đầu tìm cách tiết kiệm tiền nhờ vào những lời khuyên đến từ chuyên gia được tiết lộ dưới đây. Để quản lý tài chính cá nhân hiệu quả, thì tiết kiệm tiền luôn là việc được các chuyên gia nhấn mạnh. Song trên thực tế, việc thực hiện điều này khó khăn hơn bạn nghĩ rất nhiều. Bởi thế mà có không ít người đã phải từ bỏ kế hoạch tiết kiệm giữa chừng. Tuy nhiên, việc tiết kiệm tiền sẽ trở nên khả thi hơn nhiều nếu như bạn có một kế hoạch khoa học. Những bí kíp được chia sẻ từ các chuyên gia tài chính dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện việc đó. Bài học số 1: ghi lại chi tiêu. Bước đầu tiên để bắt đầu tiết kiệm tiền chính là ghi lại mọi khoản chi tiêu của bạn. Bạn cần biết tiền của bản thân đã được chi vào những khoản gì và số tiền đó là bao nhiêu. Để thực hiện việc này, bạn có khá nhiều cách. Truyền thống nhất là sử dụng sổ và bút để ghi lại mọi khoản chi tiêu hàng ngày. Nếu bạn thấy cách này khá bất tiện thì cũng không sao. Hiện nay, có rất nhiều ứng dụng giúp bạn quản lý chi tiêu hàng ngày. Thậm chí chúng còn được sắp xếp theo từng hạng mục như thực phẩm, sức khỏe, thời trang, bảo hiểm, rất tiện lợi và dễ sử dụng. Bài học số 2: đưa khoản tiết kiệm vào kế hoạch tài chính cá nhân. Với những khoản chi tiêu đã được ghi lại cụ thể, bạn có thể dễ dàng lập kế hoạch tài chính cá nhân hàng tháng cho bản thân. Kế hoạch tài chính cá nhân sẽ cho bạn biết tổng thu nhập, các khoản chi tiêu và số tiền còn dư. Từ đây, bạn có thể tính được số tiền bản thân có thể tiết kiệm trong mỗi tháng. Bài học số 3: cắt giảm chi tiêu. Sau khi nhìn vào kế hoạch tài chính cá nhân, nếu như số tiền tiết kiệm chưa như ý và muốn tăng thêm, thì việc bạn cần làm tiếp theo chính là tính toán và cắt giảm những khoản chi tiêu không thực sự cần thiết. Bỏ qua những khoản chi tiêu cố định hàng tháng như tiền nhà, tiền điện nước, thì bạn có thể cắt giảm đi các khoản chi tiêu cho ăn uống bên ngoài và một vài hoạt động giải trí khác. Đôi khi, bạn sẽ bất ngờ về số tiền tiết kiệm tăng thêm khi cắt giảm những khoản chi tiêu không thực sự cần thiết đó. Bài học số 4: đặt ra mục tiêu tiết kiệm. Để tiết kiệm tiền hiệu quả, bạn cần đặt ra mục tiêu tiết kiệm. Điều này bao gồm các khoản tiết kiệm ngắn hạn và tiết kiệm dài hạn. Các khoản tiết kiệm ngắn hạn có thể kể đến như khoản tiền để mua xe, mua nội thất hay quỹ khẩn cấp. Trong khi đó, các khoản tiết kiệm dài hạn sẽ là khoản tiền chi cho việc mua nhà hoặc tiền nghỉ hưu của bạn. Bài học số 5: xác định các ưu tiên tài chính cá nhân. Việc xác định ưu tiên tài chính sẽ quyết định số tiền tiết kiệm bạn phân bổ cho từng khoản. Thông thường thì những khoản tiết kiệm ngắn hạn sẽ luôn được đặt ở vị trí ưu tiên hơn các khoản tiết kiệm dài hạn. Ví dụ như khi đã tiết kiệm đủ tiền cho quỹ khẩn cấp, thường là số tiền chi tiêu sinh hoạt trong khoảng từ 3 tháng đến 6 tháng, thì bạn có thể dừng lại và phân bổ số tiền tiết kiệm cho các khoản tiết kiệm khác như sửa nhà, mua xe. Bài học số 6: chọn đúng cách tiết kiệm. Trong quá trình xây dựng các khoản tiết kiệm, bạn vẫn có thể khiến chúng tăng thêm nếu chọn được hình thức tiết kiệm hợp lý, phổ biến nhất và được nhiều người lựa chọn nhất hiện nay chính là gửi tiết kiệm ngân hàng. Hãy xem xét thật kỹ lãi suất, rủi ro, thời gian để chọn được cách thức tiết kiệm tiền hợp lý nhất. Bài học số 7: tăng thêm tiền tiết kiệm. Nhìn vào số tiền tiết kiệm ít ỏi để ra được mỗi tháng có thể khiến bạn nhục chí và không thể kiên trì lâu dài với kế hoạch bản thân đã xây dựng.
Vì thế, bên cạnh việc tiết kiệm tiền, bạn cũng nên nghĩ cách tăng thêm số tiền tiết kiệm. Cách tốt nhất để đạt được điều này là tăng thêm thu nhập và cắt giảm chi tiêu. Lúc này, số tiền mà bạn có thể tiết kiệm được trong mỗi tháng có thể sẽ tăng lên đáng kể và tạo động lực để bạn thành công với kế hoạch tiết kiệm tiền của cá nhân. Quản lý tài chính cá nhân và đầu tư hiệu quả với 10 bài học từ nghiên cứu sinh, tiến sĩ ở trường Đại học Harvard. Với từng giây từng phút, mỗi người chúng ta đều đang mắc phải sai lầm khi đưa ra những quyết định trên một cách vô thức. Tránh được những sai lầm ấy sẽ giúp chúng ta quản lý tài chính cá nhân một cách hiệu quả hơn. Cuộc sống là một chuỗi dài những quyết định đi kèm với những kết quả hoặc hậu quả từ các quyết định đó. Quyết định tài chính cũng không phải là ngoại lệ. Ai cũng phải nghĩ về cách chi tiêu, tiết kiệm, mua cái gì hay đầu tư vào đâu. Và từng giây từng phút, mỗi người chúng ta đều đang mắc phải sai lầm khi đưa ra những quyết định trên một cách vô thức. Tránh được những sai lầm ấy sẽ giúp chúng ta quản lý tài chính cá nhân một cách hiệu quả hơn. Dưới đây là 10 bài học đơn giản nhưng hữu ích về chi tiêu và đầu tư mà mình rút ra từ bộ môn kinh tế học hành vi và kinh nghiệm của bản thân. Phần 1 về chi tiêu. Bài học số 1. Khi mua hàng, tránh mua hàng cho tương lai chỉ bằng cảm giác nhu cầu hiện tại. Đây là lỗi thiên lệch dự đoán chỉ về hiện tượng. Người tiêu dùng thường đánh giá sai nhu cầu của mình về một món hàng trong tương lai. Ví dụ điển hình là khi đi chợ cho cả tuần, nếu người mua hàng đang đói, họ sẽ mua vượt mức cần thiết lượng thức ăn cho tuần tới. Hoặc khi đang thích hát karaoke, người ta sắm cả dàn karaoke về nhà, để rồi sau này nhận ra mình không có thời gian, không thích hát karaoke đến như thế. Lần tới khi quyết định mua, đặc biệt là vật phẩm có giá trị lớn, bạn nên dành thời gian để đánh giá đúng hơn nhu cầu của mình, tránh việc mua bằng cảm giác nhất thời, đặc biệt đúng cho những dịp như Black Friday nhé. Bài học số 2. Tránh chi tiêu mất kiểm soát bằng các công cụ ràng buộc. Nếu bạn thuộc mẫu người khó kiểm soát bản thân, thể hiện qua việc hay trì hoãn công việc hay lên kế hoạch đi tập gym nhưng không đi, thì bạn đang mắc vấn đề thiên lệch hiện tại, present focus. Đây là hiện tượng người ta hay chấp nhận, hy sinh những lợi ích lớn ở tương lai như hoàn thành công việc hoặc đi tập gym để được những lợi ích nhỏ hơn nhiều ở hiện tại. Điều này có thể không phải là lỗi của bạn. Các nhà khoa học đang dần khám phá ra phần nào của bộ não quyết định chúng ta sống kỷ luật được tới đâu. Tuy nhiên, không những ảnh hưởng đến công việc hay sức khỏe, lỗi này còn rất ảnh hưởng đến tài chính cá nhân. Thiếu kỷ luật, người ta hay bỏ đi lợi ích lâu dài của việc tiết kiệm để thỏa mãn khao khát chi tiêu ngay bây giờ. Giải quyết vấn đề này không hề dễ. Hãy thử nghĩ đến việc động viên một đứa lười tập thể dục đi tập khó cỡ nào. Nếu là nạn nhân của vấn đề này, chỉ những lời khuyên nhủ và động viên có lẽ không đủ. Bạn còn cần có các công cụ ràng buộc. Các công cụ ràng buộc này phải tùy người và tùy hoàn cảnh, nhưng có thể là: lưu ý 1. Gửi thu nhập của mình vào một quỹ khó rút. Lưu ý 2. Viết hợp đồng với bạn bè hoặc người thân nêu rõ hình phạt mỗi khi chi tiêu mất kiểm soát. Lưu ý 3. Sử dụng thẻ ghi nợ debit card thay vì thẻ tín dụng credit card để đảm bảo không chi nhiều hơn số tiền mình có. Nếu có thể, nên đặt hạn mức chi tiêu mỗi ngày lên thẻ ghi nợ. Bài học số 3. Đừng bao giờ tiêu thụ chỉ vì lỡ mua rồi. Giả sử bạn bỏ 2 triệu ra mua vé đi xem phim, nhưng ngay đêm hôm trước đi xem lại nhận ra rằng ngày hôm sau lại có một bài thi cực kỳ quan trọng, đến mức bạn chỉ muốn ở nhà học bài mà thôi. Tuy nhiên, sau khi nghĩ về chuyện bỏ phí 2 triệu đã dùng để mua vé, bạn lại quyết định đi xem phim, lựa chọn ít mong muốn hơn và thi rất tệ vào ngày hôm sau. Đây là ví dụ tiêu biểu của ngụy biện chi phí chìm. Tấm vé đã lỡ mua trong ví dụ trên là tiền không thể lấy lại, nhưng vì sợ cảm giác phí phạm, bạn lại đưa ra một quyết định mà bạn ít mong muốn hơn
Lỗi này diễn ra ở nhiều hoàn cảnh khác. Cố ăn thật nhiều, chỉ vì đã quá tay đặt hàng, đâm theo một khóa học vô bổ, chỉ vì đã lỡ đóng tiền, hoặc theo đuổi một dự án thất bại, vì đã lỡ, dành nhiều thời gian công sức. Lần tiếp theo, bạn nên nhớ, tiền đã chi, thời gian đã trôi qua, công sức đã bỏ ra, không lấy lại được, nên mình hãy quyết định, dựa vào điều tốt nhất, đi về phía trước, chứ đừng vướng bận những thứ đã lỡ ở phía sau. Bài học số 4. Thường xuyên thống kê chi tiêu để tránh chi quá mức. Đối với người trẻ, lần đầu tiên có thu nhập và chi tiêu bằng thẻ tín dụng đi kèm với tiện lợi của việc thanh toán bằng thẻ là một nhược điểm. Chúng ta không nắm rõ lắm mình đã chi bao nhiêu. Nếu khi dùng tiền mặt hoặc thẻ ghi nợ, chúng ta chỉ cần nhìn vào ví hoặc tra vấn số dư ATM để biết số tiền vừa rút đã vơi đi bao nhiêu. Khi dùng thẻ tín dụng, các mục đã chi không hiện ra ngay trước mắt mà chỉ được ghi lại trong lịch sử thanh toán của thẻ. Điều này khiến nhiều người không kiểm soát được chi tiêu của mình. Để tránh tình trạng này, các bạn nên thường xuyên thống kê chi tiêu, có thể là mỗi tuần, và hiện nay cũng đã có nhiều ứng dụng điện thoại giúp công việc này ngày càng dễ hơn. Nếu không đủ kiên nhẫn để dùng app, tốt hơn bạn nên chi tiêu bằng tiền mặt để dễ kiểm soát hơn. Bài học số 5. Tránh đóng phí lơ đãng. Lời giải cho bài toán này không đơn giản, chỉ là lời khuyên bạn nên để ý hơn, mà phải là sử dụng những công cụ để hỗ trợ việc để ý hoặc nhớ một cách hiệu quả hơn. Các hóa đơn, chi phí cần thanh toán nên được đặt chế độ thanh toán tự động hoặc dùng sticky hay ứng dụng để nhắc nhở. Phần 2. Về tiết kiệm đầu tư. Bài học số 1. Kinh tế nhập môn. Khi vay mượn hoặc đầu tư, nghĩ về lãi suất thực. Giả sử bạn gửi tiết kiệm với lãi suất 7% một năm, trong khi lạm phát trong năm đó là 4% một năm, điều đó nghĩa là số tiền của bạn sẽ tăng lên 7% một năm, nhưng vật giá cũng đắt hơn 4%. Khi nói về sức mua của đồng tiền, số tài sản của bạn trên thực tế chỉ tăng 7%, trừ đi 4% lạm phát, bằng 3% mỗi năm, và đây là con số bạn nên nghĩ đến khi quyết định đầu tư hay vay mượn, thay vì nghĩ đến con số 7%. Một phần không nhỏ dân số, ngay cả ở các nước phát triển, chỉ nghĩ về lãi suất danh nghĩa 7%, thay vì lãi suất thực 3%. Giả sử, như các bạn cho bạn bè mượn tiền, không lấy lãi, nhưng lạm phát lên đến 5% mỗi năm, điều đó có nghĩa là trên thực tế, các bạn đã bị mất 5% số tiền cho mượn rồi đấy. Bài học số 2. Chi phí cơ hội. Không làm gì không có nghĩa là không mất. Giả sử bạn có một số tiền ít trong tay và có thể vì quá sợ rủi ro, bạn chỉ giấu tiền dưới gối và bạn nghĩ nhờ không làm gì, mình cũng không tốn gì cả. Thực ra, có một khái niệm kinh tế gọi là chi phí cơ hội mà nếu biết, có thể áp dụng được trong nhiều mảng của cuộc sống. Khi lựa chọn một hành động gì, chi phí cơ hội là những lợi ích đạt được từ lựa chọn tốt nhất mà bạn đã không chọn. Ví dụ, như nếu sau khi tốt nghiệp 12 vào bạn quyết định ở nhà, thì không ai đến thu phí gì từ bạn cả. Tuy nhiên, chi phí cơ hội của bạn là phần lợi ích mà bạn đã có thể có nếu bạn đã đi học đại học. Trong mảng đầu tư tài chính cá nhân cũng thế, không làm gì cũng là một dạng mất. Bạn mất đi cơ hội nhận được khoản sinh lời từ các kênh đầu tư khác nhau. Tất nhiên, đầu tư sẽ có rủi ro, và tùy mức sợ rủi ro như thế nào, bạn sẽ quyết định xem bao nhiêu phần trăm tài sản sẽ đặt vào các kênh rủi ro như bất động sản hoặc cổ phiếu, và bao nhiêu phần trăm sẽ vào các kênh an toàn hơn giữa tiền mặt, gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, nếu bạn bỏ qua hẳn việc đầu tư, bạn có thể đang phải trả một chi phí cơ hội khá cao đấy. Bài học số 3. Đừng đặt trứng vào cùng một rổ. Ông bà ta đã nói, đừng đặt toàn bộ trứng vào cùng một rổ. Hàm ý nói, đừng đặt toàn bộ tài sản của bạn vào cùng một kênh đầu tư, vì nhỡ may rổ trứng rơi thì sẽ mất hết toàn bộ trứng. Đây cũng là khái niệm Diversification
hay đa dạng hóa danh mục đầu tư vốn là một trong những nguyên lý cơ bản nhất của ngành tài chính. Giả sử bạn đã nghe lời khuyên từ bài học số 7 về tiết kiệm và bạn bắt đầu tập tành đầu tư. Lời khuyên ở đây là bạn nên đầu tư vào nhiều kênh khác nhau và không những về số lượng mà còn về cả độ khác nhau giữa các loại tài sản nữa. Nói đơn giản, đầu tư vào hai công ty khá giống nhau, khá nguy hiểm vì một công ty đi xuống, nghĩa là công ty còn lại nhiều khả năng cũng sẽ hoàn vốn thấp. Trong khi đầu tư vào hai công ty khác, không liên quan đến nhau, sẽ tốt hơn cho mục đích bảo vệ số tiền đầu tư của bạn. Bài học số 4. Tránh xa bong bóng. Bong bóng kinh tế rất nguy hiểm vì trước khi bong bóng vỡ, giá của hạng mục đầu tư tăng rất nhanh, tạo ra lãi lớn cho những người đầu tư. Bong bóng có thể xảy ra ở khắp nơi, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, hoặc thậm chí các vật phẩm thông thường như gia súc hay vật nuôi. Bong bóng được định nghĩa là khi giá cả của một tài sản như nhà cửa hay cổ phiếu tăng vượt và tách rời khỏi giá trị thực của tài sản đó, với phần lớn phần tăng giá là do đầu cơ, những người đầu tư vào một thứ chỉ vì họ nghĩ giá của nó sẽ tăng lên. Chẳng hạn như một ngôi nhà mặt biển có thể tạo ra tổng thu nhập 10 tỷ đồng trong suốt phần đời của ngôi nhà. Tuy nhiên, ngôi nhà đó có thể được bán với giá gấp đôi chỉ vì một số người muốn mua ngôi nhà đó với giá cao hơn nhằm mục đích bán lại với giá cao hơn nữa. Khi bong bóng vỡ ra, người cuối cùng giữ sẽ phải chịu hậu quả vì đã mua với giá cao, trong khi giá trị thực lại thấp hơn nhiều. Vật phẩm mà giá trị càng khó được định giá sẽ càng dễ tồn tại bong bóng, và khi người ta càng ít hiểu về tài chính thì họ càng thấy bong bóng như là cơ hội kiếm tiền nhanh và dễ dàng. Nhưng đừng quên rủi ro rất lớn rằng chiếc bong bóng ấy có thể vỡ ra khi bạn đang là người cầm nó trong tay. Nếu bạn thích cá cược và lướt sóng, bạn có thể chơi đùa với bong bóng. Nếu bạn là một người muốn đầu tư, tiết kiệm bình thường, hãy tránh xa những cơ hội mà bạn nghi là bong bóng. Cụ thể hơn, bạn nên tự hỏi giá trị của tài sản này đến từ đâu và mức giá hiện tại của tài sản có xứng đáng với giá trị đó hay không. Bài học số 5. Tránh lỗi đâm lao thì phải theo lao trong đầu tư. Cuối cùng, quay trở lại ngụy biện chi phí chìm mà chúng ta đã nhắc đến ở mục 3, nhưng bây giờ áp dụng vào mảng đầu tư. Giả sử bạn đầu tư vào một cổ phiếu và giá cổ phiếu đang xuống rất mạnh, vì sợ chốt lỗ, bạn quyết định giữ cổ phiếu ấy, dù tình hình rất khó sẽ khả quan hơn. Về khía cạnh tâm lý, con người hay sợ thua lỗ, đồng thời mang tư tưởng đâm lao thì phải theo lao, nghĩa là đã lỡ đầu tư vào rồi thì phải theo đến cùng. Chính tâm lý này khiến người đầu tư đưa ra các quyết định ngược lại với lý trí, dẫn đến hậu quả là những phần lỗ đã có thể tránh được. Trong đầu tư, biết dừng đúng lúc cũng là một chiến thuật khôn ngoan. Ở trên, mình đã nêu ra 10 bài học về chi tiêu và đầu tư cùng với các lỗi hành vi xuất phát từ tâm lý con người thường thấy. Như đã nói, nhiều lỗi nêu trên có căn cơ tâm lý và sinh học, có thể rất khó sửa. Tuy nhiên, hiểu biết về những lỗi ấy và sử dụng các biện pháp khắc phục đúng lúc sẽ là bước đầu tiên để giúp bạn quản lý tài chính cá nhân tốt hơn. Chúc các bạn may mắn! Tiếp theo là 5 quy tắc về tiền bạc giúp bạn quản lý tài chính cá nhân hiệu quả hơn. Mọi người thường chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn. Tất nhiên, kiếm được nhiều hơn là quan trọng, nhưng chúng ta cũng cần phải nghĩ tới chiến lược để quản lý số tiền đang có tốt hơn. Có 5 quy tắc để giúp bạn quản lý tài chính tốt hơn. Quy tắc số 1, mong muốn ít hơn. Kiếm tiền thì khó, mà tiêu tiền thì dễ. Bạn phải làm việc hàng ngàn giờ để kiếm được một số tiền nhất định. Sau đó, bạn có thể dùng tất cả tiền kiếm được, chi tiêu cho một chiếc xe mới, một kỳ nghỉ xa xỉ, đồ hiệu. Và đây không phải một cách sử dụng tiền khôn ngoan. Một trong những lời khuyên tốt nhất về tài chính cá nhân đó là để thoát nợ và tạo ra của cải, bạn phải chi tiêu ít hơn và mong muốn ít hơn. Số tiền bạn kiếm được
Mỗi khi bạn muốn mua một thứ gì đó, hãy tự hỏi mình câu hỏi, bạn có thực sự cần thứ này không và nó giải quyết được nhu cầu gì? Lập kế hoạch chi tiêu là một trong những quy tắc quan trọng nhất để quản lý ngân sách. Sau khi lên kế hoạch cho một lần chi tiêu lớn, hãy cố gắng giới hạn số tiền bạn chi tiêu mỗi ngày. Điều này sẽ cho phép bạn ngừng lãng phí tiền bạc và tránh sử dụng tiền vào thứ không cần thiết. Quy tắc số 2. Biết cách nền kinh tế đang hoạt động như thế nào. Bạn không cần phải trở thành một nhà kinh tế học, thế nhưng hãy có những hiểu biết nhất định về cách nền kinh tế đang hoạt động để bảo vệ tiền của mình tốt hơn. Khi nào lãi suất ngân hàng có xu hướng tăng hay giảm, trái phiếu là gì, lạm phát là gì, chu kỳ thị trường là gì. Hãy đọc những cuốn sách về thị trường đầu tư, chuyển động kinh tế. Những cuốn sách đó bao gồm bản tóm tắt tuyệt vời về cách thức nền kinh tế và đầu tư hoạt động. Nếu bạn không thích đọc sách, hãy dành chút thời gian rảnh để cập nhật những bản tin về kinh tế thị trường mỗi ngày. Những kiến thức cơ bản sẽ giúp bạn quản lý tiền bạc tốt hơn và ít hoảng loạn nếu có biến động xảy ra. Quy tắc số 3. Tránh các khoản nợ cá nhân. Nợ cá nhân sẽ phá hủy quá trình tích lũy tài sản của bạn. Vay tiền không phải là xấu, nhưng hãy cân nhắc cho các khoản vay thực sự cần thiết. Nếu bạn muốn bắt đầu một công việc kinh doanh hoặc thực hiện các giao dịch bất động sản lớn, thì các khoản vay sẽ giúp bạn có thêm cơ hội phát triển. Thế nhưng, chúng ta nên khôn ngoan về các khoản nợ cá nhân, giống như đầu tư, mượn nợ cũng có những quy tắc riêng. Lời khuyên là không bao giờ vay tiền để mua xe hơi, đồ điện tử hay bất cứ thứ gì sẽ bị hao hụt giá trị. Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi vay mượn để làm bất cứ việc gì. Hãy nhớ rằng, vay tiền không phải miễn phí, bạn buộc phải trả lại các khoản nợ sau đó và nó sẽ ảnh hưởng tới quá trình tích lũy tài sản của bạn. Quy tắc số 4. Tiết kiệm càng nhiều càng tốt. Ai cũng biết, tiết kiệm là tốt, nhưng không phải ai cũng làm được điều này. Không phải cứ kiếm tiền là ai cũng sẽ trở nên giàu có. Giá trị tài sản ròng mới là thứ quyết định bạn có thực sự giàu có hay không, chứ chẳng phải thu nhập bạn có được mỗi tháng. Do đó, bạn phải biết tiết kiệm, đầu tư và quản lý các khoản nợ của mình một cách khôn ngoan. Nếu muốn tích lũy của cải, bao nhiêu tiền tiết kiệm là đủ, điều đó phụ thuộc vào bạn. Nhưng các chuyên gia tài chính khuyến khích bạn nên bỏ ra ít nhất 10% số tiền kiếm được cho các quỹ tiết kiệm. Muốn tiết kiệm, bạn phải hành động một cách cụ thể và nhanh chóng. Đừng chờ tới năm sau, chuẩn bị nghỉ hưu hay trước một sự kiện lớn rồi mới tiết kiệm. Hãy nghĩ khoản tiết kiệm đó như một chi phí cố định, là một thứ bạn phải trả hàng tháng, giống như tiền thuê nhà và cước điện thoại, trước khi nghĩ tới việc ăn ở ngoài và các mong muốn cá nhân khác. Quy tắc số 5. Có chiến lược ngắn hạn, dài hạn linh hoạt. Chiến lược về tiền ngắn hạn của bạn có thể dựa trên việc cải thiện kỹ năng và tạo ra nhiều nguồn thu nhập. Đầu tư vào giáo dục cá nhân là một khoản sinh lời, và bạn có thể kiếm tiền dựa trên các kỹ năng học được, đọc sách, tham gia các khóa học trực tuyến, lấy các chứng chỉ hoặc đăng ký các chương trình phát triển bản thân, đều là những lựa chọn tuyệt vời. Càng đầu tư vào bản thân, bạn càng thăng hạng giá trị. Thêm vào đó, bạn không dựa vào một khoản thu nhập duy nhất. Điều này giúp bạn tránh rơi vào tình trạng bị động. Khi gặp bất kỳ rủi ro nào trong công việc, nếu một nguồn thu nhập biến mất, bạn không phải quá lo lắng vì vẫn có thể kiếm tiền từ những nguồn khác. Còn chiến lược đầu tư dài hạn của bạn thì sao? Trước khi quyết định đầu tư cái gì, hãy đảm bảo rằng bạn thực sự hiểu về lĩnh vực đó và tập trung đầu tư trong dài hạn. Hoặc bạn có thể đầu tư tích sản bền vững trong dài hạn, hướng đến con đường sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư. Bạn thấy đấy, tất cả những quy tắc này không liên quan tới việc kiếm nhiều tiền hơn. Tất nhiên, làm được nhiều tiền hơn sẽ thật tốt. Thế nhưng, trước khi bạn tập trung vào việc tạo ra nhiều tiền hơn, hãy quản lý tốt số tiền đang có. Tiếp theo là 21 hành vi tiết kiệm tiền vô ích nhất. Dưới đây
là 21 hành vi tiết kiệm vô ích cũng là những cách tiết kiệm tiền không hiệu quả, sự tiết kiệm vô ích trong việc ăn mặc. Hành vi số 1, nếu bạn mua những đôi tất quá rẻ, chúng sẽ biến dạng sau khi mang trong 2 ngày và chân bạn vẫn có mùi khó chịu. Hành vi số 2, mua quần áo giảm giá nhưng không vừa, mặc không vừa 2 lần rồi vứt bừa bãi trong góc tủ. Hành vi số 3, tôi luôn mặc những bộ quần áo rẻ nhất trong tủ, không dám mặc thứ gì đắt tiền hơn vì sợ làm bẩn. Hành vi số 4, mua quần áo rẻ tiền, giặt một lần, liền co lại thành một cục, rồi bỏ tiền ra mua lần thứ hai. Các hành vi tiết kiệm vô ích trong chế độ ăn uống. Hành vi số 5, ăn thức ăn thừa của bữa trước, nhưng thức mới nấu lại biến thành thức ăn thừa. Hành vi số 6, dùng tủ lạnh để bảo quản một đống rau củ với giá rẻ, nhưng chúng sẽ hỏng trước khi bạn kịp ăn. Hành vi số 7, xếp hàng chờ vài giờ để nhận được 6 quả trứng miễn phí. Hành vi số 8, mua táo sắp hết hạn để tiết kiệm tiền, cuối cùng bạn phải ăn một hộp táo sắp hỏng trước, sau đó bạn lại phải ăn một hộp táo sắp hỏng tiếp theo. Hành vi số 9, tôi không ăn sáng và không nên gọi đồ ăn mang đi đắt tiền cho bữa tối. Hành vi số 10, tôi không đủ khả năng chi tiền cho bữa sáng và bây giờ tôi chi số tiền gấp nhiều lần cho thuốc chữa bệnh dạ dày mỗi ngày, tiết kiệm vô ích khi đi du lịch. Hành vi số 11, để tiết kiệm hàng chục đô la taxi, tôi đã lỡ chuyến tàu cao tốc. Hành vi số 12, tiết kiệm 10.000 tiền vé xe, khi đi bộ mệt mỏi lại mua một tách trà sữa trị giá hơn 30.000 để giải khát. Hành vi số 13, có xe mà không đi để lâu ác quy sẽ bị hỏng. Các hành vi tiết kiệm vô ích khi mua sắm trực tuyến. Hành vi số 14, được giảm giá khi mua nhiều hơn, mua một đống đồ không cần thiết, sau đó bỏ đi và bám bụi. Hành vi số 15, tranh thủ mua hàng trong các đợt giảm giá, trong các dịp khuyến mại hay lễ Tết, người ta đổ xô mua rất nhiều hàng giảm giá và nghĩ rằng như vậy là tiết kiệm được tiền. Trên thực tế, nhiều khi chúng ta rơi vào bẫy của người bán, rõ ràng là giảm giá mà thực chất là tăng giá và chúng ta bị lỗ mà không hề hay biết. Các hành vi tiết kiệm vô ích khác. Hành vi số 16, thức khuya làm việc chăm chỉ, sau đó phải mua nhiều loại mặt nạ và sản phẩm chăm sóc da để tự phục hồi. Hành vi số 17, nếu bạn không đi khám bác sĩ vì một căn bệnh nhỏ, nó sẽ trở thành một vấn đề lớn và khiến bạn tốn rất nhiều chi phí y tế. Hành vi số 18, mua vòi nước rẻ tiền, dẫn đến việc vòi nước mỗi đêm đều nhỏ giọt, tiếng tích tắc, ảnh hưởng đến giấc ngủ, gây suy nhược thần kinh. Hành vi số 19, sợ lãng phí điện nên tắt bật điều hòa liên tục mà không hề hay biết, việc bật tắt điều hòa thực ra lại tiêu tốn nhiều điện năng nhất. Hành vi số 20, đồ gia dụng thông dụng được mua với giá hời nhưng không có dịch vụ hậu mãi đảm bảo. Hành vi số 21, không chú ý đến chất lượng, chỉ theo đuổi số lượng, mua một đống đồ trang sức về rồi dùng được 2 lần là bỏ vì bị dỉ. Một nguồn thu nhập sẽ giúp bạn tồn tại, nhưng để sống khỏe, tốt nhất bạn nên có nguồn thu nhập thứ hai, thứ ba. Cách gia tăng thu nhập của người thông minh, những người sống khỏe, những người biết tối ưu hóa công việc sẽ không bao giờ dùng sức lực của mình để làm tất cả mọi việc. Trên thực tế, họ chỉ dùng năng lượng của mình để làm những công việc chính, những công việc quan trọng, những công việc không ai có thể thay thế. Thoát khỏi kiếp sinh viên rồi kiếm việc, cuộc đời bạn từ nay bước sang chương mới. Lúc này, bạn ăn suất cơm nhiều thịt, uống cốc nước giàu dinh dưỡng hay ở những nơi vui vẻ hơn, một nguồn thu nhập khác với không nguồn thu nhập. Đó là lý do tại sao cuộc đời bạn thay đổi. Cũng vậy, khi đã có một nguồn thu nhập, việc mà bạn cần xác định tiếp theo là nguồn thu nhập thứ hai, thứ ba. Có người nói với tôi rằng, khi kinh doanh đã đến ngưỡng,
Việc mà bạn cần quan tâm tiếp theo chắc chắn phải là đầu tư. Tại sao lại như vậy? Đơn giản thôi, chẳng ai muốn tiền của mình nằm bất động, chẳng ai muốn tiền của mình không sinh sôi nảy nở. Chẳng ai muốn tiền của mình là tiền chết. Đừng nghĩ gia tăng nguồn thu nhập chỉ dành cho những cá nhân cụ thể, ngay cả công ty, tập đoàn, họ cũng làm tương tự. Ví như Vingroup, họ không chỉ xây dựng và cho thuê bất động sản, họ còn kinh doanh hàng tá những mảng khác như trường học, bệnh viện, bán lẻ, điện máy, mà ứng với sự kiện gần đây nhất là ô tô VinFast. Hay như Coca-Cola cũng vậy, họ không chỉ bán cái thứ nước nhiều ga ấy, họ còn sở hữu tới hơn 450 thương hiệu khác nữa. Và chính bản thân mình, bạn nên có nhiều hơn một nguồn thu nhập. Nếu hiện tại đã có một nguồn thu nhập, bạn nên nghĩ tới việc kiếm thêm một nguồn thu nhập khác. Đừng tự giới hạn bản thân, bất kể bạn là ai, giàu hay chưa giàu, đang sống khỏe hay lắt léo, bạn vẫn nên nghĩ tới việc gia tăng thêm nguồn thu nhập. Nhưng chả phải người xưa thường dạy rằng một nghề thì sống, đống nghề thì chết hay sao? Câu nói đó không sai. Nếu bạn làm việc theo dạng bán thời gian, tôi cũng không khuyên bạn nên cải thiện nguồn thu nhập bằng cách bán thời gian và sức lao động. Chẳng hạn, sau khi đi làm công việc chính về rồi thì chạy thêm xe ôm, kiếm chút tiền. Cách gia tăng nguồn thu nhập như vậy có thể giúp bạn trong thời gian ngắn, nhưng về lâu dài, nó sẽ làm cuộc sống của bạn bị đảo lộn và dễ vắt kiệt sinh lực bản thân. Thay vào đó, hãy học hỏi những người đang sống khỏe, hỏi họ xem, ngoài công việc chính thì họ làm gì để gia tăng thu nhập, nghĩ xem mình có phù hợp theo đuổi lĩnh vực đó không và cố gắng học những thứ mà họ từng học. Hiện nay, cơ hội là vô số, bạn có thể mua bán vàng, đầu tư cổ phiếu, bất động sản, bạn có thể kinh doanh, tự mở ra dịch vụ hay bán sản phẩm online. Một nguồn thu nhập sẽ giúp bạn tồn tại, nhưng để sống khỏe, tốt nhất bạn nên có nguồn thu nhập thứ hai, thứ ba. Bởi vì, thoát khỏi rủi ro không đáng có, mặc dù gã kế toán vẫn làm tốt công việc của mình, nhưng vừa rồi công ty sát nhập. Thế nên, nhân sự phải thay máu toàn bộ, những người gắn bó, kỳ cựu xưa kia đều bị gạt ra hết, thay vào đó là những gương mặt trẻ tuổi, mới toanh, nằm trong danh sách phải ra đi sau hơn 10 năm gắn bó. Đã phỏng vấn xin việc vài nơi, nhưng không ai muốn nhận. Một gã kế toán 35 tuổi cả, cũng không công ty nào muốn trả lương cao như vậy. Lẽ nào, gã nên dừng lại với công việc thu ngân trong siêu thị, cho nghỉ việc, cắt giảm biên chế, thanh trừng nội bộ là chuyện thường xảy ra. Bởi vì, nếu thuê được nhân sự giá rẻ hơn và đáp ứng công việc tốt hơn, sẽ chẳng có lý do gì để công ty phải giữ lại bạn cả. Hơn nữa, ai biết trước được tương lai, tai nạn, ốm yếu, bệnh tật, nghỉ vài hôm công ty tranh thủ thăm hỏi, nhưng nghỉ vài tháng, công ty cho bạn cuốn gói về quê. Bạn chẳng làm gì sai cả, bạn vẫn tận tụy, cần mẫn làm lụng ngày qua ngày, tháng qua tháng, nhưng chỉ vì để hết trứng ở một rõ, nên giờ đây cuộc sống của bạn mới túng quẫn. Và khốn cùng như vậy, nguồn thu nhập này nâng đỡ nguồn thu nhập kia. Thử nghĩ mà xem, cho dù có bị đuổi việc, bị thanh trừng nội bộ hay bị chèn ép bởi gã sếp củ chuối, nhưng nếu có thêm một, hai nguồn thu nhập khác, bạn vẫn có thời gian để hít thở và tìm cho mình một công việc khác, chứ bạn sẽ không vắt chân lên cổ mà chạy để tìm cho mình bằng được một công việc thế nào cũng được. Bạn không phải nhờ vả, vay mượn hay nhận sự giúp đỡ của ai khác, thế chủ động vẫn nằm trong tay bạn. Nguồn thu nhập này nâng đỡ nguồn thu nhập kia, mọi thứ sẽ luôn là như vậy. Trong kinh doanh, shop B mở ra ban đầu sẽ khó mà có lợi nhuận được. Lúc ấy bạn sẽ muốn lấy doanh thu của shop A mà bù trừ và nâng đỡ, cho đến khi cả hai shop đều có lợi nhuận thì thôi. Học hỏi được nhiều kinh nghiệm, khi làm đi, làm lại một loại công việc, kỹ năng và kinh nghiệm sẽ đến với bạn, nhưng rồi sẽ chẳng mấy chốc mà bạn đạt tới điểm bằng. Lúc này, bạn không phát triển nhiều như bạn vẫn nghĩ. Với một loại công việc, trung bình bạn chỉ mất tới 5 năm để giỏi và thành thục, 10 năm để bạn trở thành chuyên gia. Có điều,
cuộc sống rất đa chiều, nó có nhiều mảng và lĩnh vực, chứ nếu suốt ngày chỉ dựa vào chuyên môn của mình để đánh giá mọi thứ, thì e rằng nó sẽ cực kỳ tệ hại. Tìm hiểu để có thêm nhiều nguồn thu nhập thì khác, bạn bắt buộc phải học, phải tìm hiểu, phải áp dụng, từ đó mà kinh nghiệm của bạn về các lĩnh vực trong cuộc sống sẽ ngày càng đa dạng và phong phú hơn, bạn sẽ có nhiều thời gian thảnh thơi hơn. Cái gì? Làm sao tôi có thể thảnh thơi được? Chỉ với một công việc hiện tại, tôi đã bận tối mắt, tối mũi rồi, bạn sẽ nghĩ như vậy. Nhưng thực tế, khi có nhiều hơn một nguồn thu nhập, bạn sẽ hiểu những gì mà tôi nói. Những người sống khỏe, những người biết tối ưu hóa công việc, sẽ không bao giờ dùng sức lực của mình để làm tất cả mọi việc. Trên thực tế, họ chỉ dùng năng lượng của mình để làm những công việc chính, những công việc quan trọng, những công việc không ai có thể thay thế, như bán hàng online chẳng hạn. Thay vì tự tay chụp ảnh, trả lời khách, đóng gói hàng, thì bạn nên thuê người khác làm việc đó giúp mình. Công việc chính của bạn lúc này chỉ là tìm kiếm nguồn hàng và nghĩ xem làm thế nào để bán được nhiều nhất. Hay như một số đơn vị nhận dịch văn bản cũng tương tự. Văn phòng chỉ có một, hai người chuyên tìm kiếm khách hàng, còn việc dịch thì họ outsource cho sinh viên toàn bộ. Nhờ đó, họ mới có thời gian để mà phát triển công việc và thương hiệu của mình. Đó là những lý do để bạn có nhiều hơn một nguồn thu nhập. Bài viết có phần phũ phàng và thực tế. Bởi vậy, có lẽ bạn sẽ không cùng quan điểm và cách nhìn nhận, nhưng sau cùng sẽ chẳng có thứ gì là tồn tại mãi được. Chiếc xe máy của bạn, sinh mạng của bạn và tất yếu công việc bạn đang làm. Bạn thân mến, sách tóm tắt mới gửi đến bạn bản tóm tắt của bài viết Tự do tinh thần, cách chữa trị chiếc túi rỗng và tạo ra cuộc sống thoải mái. Mình mong rằng video và bài viết này sẽ giúp ích cho bạn, giúp bạn thấu hiểu hết nội dung sâu sắc mà tác giả muốn truyền đạt, giúp bạn vững bước thành công trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm sách tóm tắt để cùng tìm hiểu cuốn sách tuyệt vời này. Là một người đọc sách, mình không bao giờ nghĩ một bản tóm tắt có thể thay thế việc đọc cả một cuốn sách, và với cá nhân cuốn sách này cũng vậy. Vì thế, nếu có điều kiện, hãy đọc cả cuốn sách và mua sách để ủng hộ sách tóm tắt và tác giả. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Còn rất nhiều điều thú vị mà sách tóm tắt muốn được dành tặng cho bạn. Bạn hãy đăng ký kênh YouTube và podcast của sách tóm tắt để cập nhật những bản tóm tắt sách hay nhất. Bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like video để chia sẻ kiến thức tuyệt vời này đến nhiều người hơn nữa. Hẹn gặp lại bạn với những bài viết tiếp theo. Chúc bạn thành công!